quá rồi, anh hãy đến cho em niềm vui. Em khẽ cười rồi nói với anh một lời, mình đừng xa anh nhé. Chạm vào đôi tay rồi ôm lấy anh thật nhanh, mong rằng anh sẽ yêu em nhiều. Từng nhịp đập trong con tim em sẽ mãi yêu mình anh. Tồi tệ thì thôi, hẹn ngày comeback nha. Sao anh lại thay đổi trong tranh tình yêu không nói một lời, trả lại anh đi làm ở đây để em biết sợ. Đừng bỏ mặt anh nhé, đừng nói chia tay vội vàng, đừng nói dối trái tim khi em vẫn còn yêu anh. Tao mệt con bò tao ghê. Qua bao lâu nó cấm tao đủ điều, tao chả nói. Giờ tao cấm nó có một thứ mà nó chia tay tao. Bởi con gái khó nói lắm mẹ. Mà mày cấm nó cái gì? Tao cấm nó cái sừng. A đù. Em, mình quay lại được không? Thùng sữa hôm qua em mua đâu rồi? Hỏi làm gì? Của anh mà. Thì có mấy đứa cháu nó qua nhà chơi, em lấy cho nó uống. Mơ đi, không chỉ chỗ thùng sữa đâu. Giờ anh muốn sao? Tối nay anh ngủ ngoài sofa, em ngủ với tụi nhỏ nha. Trong két sắt, mật khẩu là 0109. Free Fire có 102. Dường như lý trí của anh thất bại trước con tim.
Yêu em đã từng nói với anh những gì đó, sao giờ đây em chẳng thể làm được. Kỷ niệm vây kín căn phòng anh với nỗi nhớ anh như muốn thét lên thật to. Thử hát full bài Côn Đồ trên con đò trong trận và cái kết. Đúng theo tao đi, đúng theo tao ấy, đúng theo tao tùy đến. Rap gì ghê vậy? Rap nhanh như ý vậy. Hay quá ông ơi. Lâu mới đi một tàu tới, tôi đợi cho tôi từ đâu qua bao năm không biết từ đâu tới, tao cũng mình được nói. Âm nhạc đang chết được xét sau bao nhiêu rap tầm. Quá đỉnh. Tôi thích từ gian dừng ép tao sống với tao bằng rap và sự mang trực tết của một số mình trong mùa hạ, nhưng mà tôi mình dùng bằng đông bằng tông bằng tông bằng năm mà sau mà sau một năm và thì không biết còn đang gì khác. Việc rap tầm trước khi từng bước thì mình tiếp đường nước trong nhà anh thất thất lắc đắc đầu khoét lép và các bác học quét nét mà hát các set của tao rap khác biệt khoét rét nắp bét đẹp. Biết được ai là sự quét đồng hồ không ngừng nhảy số đi cho từng dãy phố tới người ta trên nhà cao tầng nhảy xuống tới đi chân bảy cuốn bếp dâm nhạc mày rap như con chim bao năm lạc bầy không quan tâm mà cho bao nhiêu bây giờ kho bạc đầy nghe tao phải lâu thì đồng mông gạt thầy lá tôi vào sông két đá cho bê tông cá nghe xong cắm nghe xong hùng hóa đá phá giá nhặt mình có xóa đợi không của đời chó má này khi không là bóp ấm quá tôi bên trong nhạc tao mang theo sân vang nơi âm u đường vắng và đen khu tường trắng và bê tao thường mắng là sao mà lấy cho tìm mình tao không quan tâm vừa đợi ban cho đam mê và thường coi cho mình bê tao như đồ ba mươi mà năm mùng ba mươi tao luôn quen ba âm thanh quyền chạy tầm trung tâm tụi đang bước đi bên nhau tôi một đời không được quan tâm tụi ba luôn đi đang theo hàng bằng xeo nếu mình sống được bao lâu trong môi trường bốn mươi tuổi trong môi trường nhiều món thứ bây giờ một thứ bây giờ tôi đang nghe là để sống một chút mình chơi chính tôi thấy cho mình thứ mình làm nên mọi thứ mình sẽ khác được cuộc sống như bắt đầu và sự mong muốn một lần thấy mẹ mình vắng nhà tôi tự mang IQ và tôi chơi kêu bill trong nhạc này feel rồi ngày mai tiêu kêu với tiếng học sai kêu chưa hai chiêu rap metal từ đây rêu đẳng cấp thế chiếu lai. Mẹ ơi, mẹ làm gì mà cả ngày hôm nay sợ mẹ ăn vậy? Anh ơi, em mệt quá. Hay là mình... Em, nếu mệt thì để anh qua nhà em. Chứ em không đồ bỏ anh, anh thương em nhiều lắm. Đợi tí anh qua liền nha. Em mệt quá anh. Hôm nay những vụ bay như đây nhẹ với con đôi tóc bay nghe thương nàng anh lang thang trong đêm mà đâu có hay đâu có buồn phiền đến làm sao dám mơ mình may mắn được trọn vẹn cùng em. Ta phải xa em, mặc kệ nước mắt em rơi. Vì những nguyên do cả đời không dám đối diện. Anh được. Double kill. Tôi gánh được. Tưởng chừng rất thương ơi. Tôi gánh được. Đôi mắt mơ màng xinh xinh. May mắn. Sau phía anh nhìn trong tôi một chút nhẹ nhàng. Bắn thì như con cặc cái bốc phét là giỏi đi cái nồi mẹ mày. Để bố mày nói cho chúng mày nghe một lần thôi nhá, đừng bao giờ nhắc tên tao trong cuộc trò chuyện của chúng mày. Để bố mày nghe thấy thì bố mày xin lỗi luôn, bố mày đá thẳng vào cái mặt mày. Lòng ta hơn, chuyện khóc thương ta.
ngãi đã hậu thể quỷ ma còn chết nói chi là người tàn. Trên đất sốc phải để cho họ thích, đừng để cho họ ghét thì nhà của người ta. Cổ tụi tao sống thì có ba dân tộc và kinh qua Khmer không có ai xâm nhập. Phong tục tập quán đa số theo tâm Phật và bản tính người dân họ vẫn luôn chân thật. Ôi trời ơi, đồ khi đâu, nay mặc đồ gì lạ vậy? Mang đi giặt rồi, phải đổi mới để chuẩn bị đi bán VFL nữa chứ. Vô đây, mà từ từ để tôi mời thêm cho. Gì? Là bà xê nay mời gái luôn. Bình thường thôi mà, thôi vô đi ông cô. Có địch địch, để tôi ném lũ nó. Gì ba? Đặt nhầm lỡ tay không cố ý đâu. Không chê nghèo lên xe nghèo. Ê đi xuống bạn ơi, đi xuống. Xe này có hai chỗ tôi thôi, doi đi tạm xe hai cảng đi nha, bye bye. Bây giờ còn 400 xu cứu gái hay là cứu trí cốt anh em? Bây giờ mà cứu gái thì anh em sẽ bảo là vì gái mà bỏ anh em. Nhưng mà thôi kệ bà thì cứu gái anh em ạ. Doi mở to con mắt ra xem game thủ VFL xử lý đây này. Yêu đang thương đau lắm ai ơi, hạnh phúc đã xa mù khơi. Khi xưa mình bên nhau em sao không nói xa, để anh đâu biết yêu thương trong em là bao nhiêu là mong, nhiêu là mơ, nhiêu là yêu. Suốt cuộc đời này chắc không bao giờ anh hiểu. Thôi ơi muốn làm gì, thôi ơi bước đi đi, đừng hỏi mong nữa, anh ấy không yêu mình đâu mà. Yêu đơn này hóa hình tôi soi đá làm đường đặt bước in dấu chân. Thôi thôi quên hết đi bao nhiêu nước mắt trên khóe mi. Còn mai hiểu thấu cuộc đời này đâu nên thôi qua cứ xin khép đi. Thứ thấy khi xưa đừng chung đường, dãy nắng dầm mưa nào ai lường. Ánh mắt đôi môi càng bẽ vàng, tình đắm tình chìm tình. Cho mày tát mày. Anh em tao mà cao, dân chơi không mà hoa.
còn nguyên khu trong đêm lầu mây gặp biển khi tâm xa khá. Lớn lên lên cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tao chiến được kiếm. Đây là combo người hùng gánh tim. Combo này dành cho những người hùng Free Fire. Với khả năng cứu nhanh và tăng lượng hồi phục nhanh chóng cho bản thân và đồng đội, thì khi sử dụng combo này bạn sẽ trở thành người hùng trong mắt đồng đội của bạn. Như pha này đồng đội đang bị gục, tôi sẽ cố gắng hạ địch và cứu đồng đội. Vì cứu nhanh mà còn được hồi HP cho cả hai nữa thì ngại gì mà không cứu. Ôi giời ơi, trở thành người hùng Free Fire dễ thế nhờ. À, tôi nghe nói là anh gà đang tìm kiếm người hùng Free Fire để vinh danh. Anh em tạo clip top top và gắn hashtag người hùng Free Fire cùng tôi nhé. Anh em ơi, trở thành người hùng Free Fire nào. Mà đố em bắt được anh. Làm sao mà đuổi được? Kìa em, làm gì mà chạy nhanh thế? Kìa em xin lỗi em chưa rồi. Chưa rồi cơ à? Lần sau em còn tái phạm nữa. Mặt đồ lâu hơn bộ. Mặt đồ lâu hơn bộ. Hey, qua cho đi xem mặt đồ lâu. Mặt tướng lấn lên thiếu tình thương, xa cơ thất thế trong tình trường. Cứ ngỡ mình đã từng được hạnh phúc, mà ngờ tàn vỡ trả tình vì thương. Người tình mang muốn quên bội vàng, hay lòng đổ giả trong lốt nhạc. Ngày xưa vì lỡ đều say mê, yêu thương anh trả dạng hữu cầu. Khóc vì đau, chỉ khóc vì sốc, chỉ khóc vì không còn ai. Hy sinh đánh đổi tất cả để rồi những từ những tình bàn tay. Để khiến chị ác, để khiến chị khác, để trả chị sự cô đơn. Thập tướng quyết trả cho được nợ tình, nợ tiền, nợ người vô ơn. Thấy khi xưa đồn chung đồn, lén lén gần như người ai lưng. Chỉ có trẻ con mới đòi hỏi đáp án. Con người trưởng thành họ sẽ tự cảm nhận và rời đi. Giờ đây đường hai ta đi không chung lối, lối tiếc mây cũng qua rồi. Em hãy quên anh đi như đã từng. Em đừng chúc anh hạnh phúc bên người khác, bởi vì nếu không là em thì sẽ chẳng là ai cả. Nửa đêm nửa hôm gặp thanh niên bị ngứa miệng và cái kết. สวัสดีครับสวัสดีครับ
khắp khắp. Đâu? Đi đâu? 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 Mở mắt lên đi. Chip lên ơi. Chơi game không quạo. Thằng nào mà quạo, đưa nó đi cải tạo. Gọi tên, chơi ngu lấy tiếng, cấm đầu nạp cạc, chính là thằng Đạt. Trừ điểm liên miên, chính là con tiên. Cái mặt như khỉ mà tưởng hot boy, chính là thằng Khôi. Không có kỹ năng toàn đi lông nhông, chính là thằng Thông. Chuyền đi núp bò toàn sợ trừ điểm, chính là con Dẹp. Bắn thì mù mắt toàn bắn lung tung, chính là thằng Trung. Chơi game không mít, thật là quá nhạt, sao kỳ vậy Đạt. Bảo Quỳnh Bảo Đệ toàn bắn súng tẻ, chính là thằng Nghẻ. Tính còn trẻ trâu mà đòi yêu đương, chính là thằng Khương. Mới vào solo chưa gì chẩn trắng, còn ai ngoài thắng. Đứa nào có tên trong đây xem mà quạo lướt. See the clock spin back, 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 back. Đừng có gạt gì, ông phải biết lo đi. Sống cho cuộc đời này phải biết cho đi. Nhưng cho đi khẩu kịp thì buộc nặng đấy. Lúc đấy thì si lo đâu đổi thành sorry. Bắn súng cắp nè. Chu nè. Trời ơi ghét. Nè nè. Nè nè nè. Báo đi Chu rồi. Đi 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 đi. Chu này gặp em. Không có thơ thảm. Yên lòng ta tớ chuyện khóc thương ta. Chẳng phải bao năm vẫn luôn tìm theo ý chung nhân tình là vàng bách hoa. Ta sao khi đã tương phùng duyên nó quên câu hình trăm năm trôi rồi. Khóe bao năm đã đau nhìn nhau nhưng mắt chẳng ngăn anh trăng sao kêu. Đừng để vụ này chìm nha anh em. WEC Tuẩn 63 và WEC Jan Mel đã từng là game thủ chuyên nghiệp. Chắc là hai cái tên này anh em nghe cũng quen quen đúng không? Đem cái mác làm game thủ chuyên nghiệp ra, thành lập có công ty luôn nha. Jan Mel bảo là gửi ạc về công ty rồi, anh cũng chẳng lấy lại được đâu. Cái ạc của thằng em của mình á từ năm M7. Nó nói hay sao mà nó còn có 3M. Thánh thần thiên đụng ơi. Đó giờ chơi game FIFA 6 năm trời mới biết là hai đứa này lập công ty riêng luôn đó. Ở đây cho hỏi là có anh em nào biết cái công ty của hai thằng này không vậy? Hình như mình đó không lầm là công ty này hình như có hai người, một người đi lấy ạc và hai người trốn luôn thì phải. Anh Tuẩn 63 ơi và anh Danh Mèo ơi, nếu bạn có coi được cái clip này á, hai anh á kiểu mở blog em ra rồi nói chuyện nha. Chứ tự nhiên em chưa làm gì hết trơn cái hai anh blog em luôn à. Ô em chỉ muốn lấy lại cái ạc thôi. Mong là anh em có thể tát bác gấu vô để mình lên live nói chuyện với thằng Tuẩn nha anh em. Anh em nào mà fan chân chính á hãy làm rõ cái vụ việc này là ra ai sẽ sai sẽ đúng liền à. Okay, nice. Double kill. Leo leo cái. Kill. Need equipment. Nằm coi. Làm vợ bé anh nha. Ủa lộn, làm vợ anh nha bé. Bé ơi, anh tới với em đây. What? Adu. Ai chưa có bạn bè thì lấy lít mắt, tạo nhóm và trò chuyện với nhiều người bạn mới phù hợp từ lứa tuổi 18 đến 40 nha. Điều rằng anh đã yêu em, thương em nhiều bao nhiêu.